nhận định cục diện 2023 của Nguyễn Xuân Nghĩa dưới sự trình bày của Diễm My ngày 13 tháng 2 năm 2023. Dân số Nga đang tơi tả. Trung Cộng có dân số 1 tỷ 400 triệu với nạn lão hóa quá mau mà xã hội và hệ thống chính trị không giải quyết nổi. Chúng ta đã có 3 chương trình tìm hiểu về chuyện rắc rối đó và phải còn tìm hiểu nữa. May ra dự báo xem tương lai là gì, kể cả việc họ cố nhập cảng lao động là đầu tư vào xứ khác để bù cho dân số hào hụt bên trong. Kỳ này, ta nói về một quốc gia có lãnh thổ lớn nhất địa cầu, trải rộng trên đại lục địa Âu Á, là Liên bang Nga, nhưng vẫn sẽ ngó xuống cái gốc là dân số, kể cả số dân dùng tiếng Nga ít dần, mà loại nan đề ấy cũng lại liên quan tới an ninh. Trước hết, ta nói về bối cảnh rồi mới kết luận về nan đề của Nga. 1. Rất vắn tắt, Nga mất dân số quá nhanh vào các thập niên tới vì đẻ ít chết nhiều, nam chết hơn nữ vì bệnh đau tim và nghiện rượu. Theo Ngân hàng Thế giới, kỳ vọng về tuổi thọ tại Nga chỉ ở khoảng 71,23, đứng hạng thứ 123 trong 194 xứ được khảo sát, so với 75,49 tuổi của Việt Nam, đứng hạng 77. Dân số Nga không kể của các vùng chiếm đóng vào năm 2022 ở khoảng 140 tức triệu rưỡi. Nếu bảo tới năm 2050, dân Nga sẽ bằng Việt Nam ngày nay, chỉ khoảng 100 triệu người, thì ít ai tin. Chuyện đó đã được dự báo từ chục năm trước rồi. 2. Yếu tố dân số có ý nghĩa chiến lược cho các nước vì chi phối kinh tế, quân sự và khả năng phóng dội ảnh hưởng ra thế giới, nhất là các địa vực, xin nhắc lại, khu vực địa dư lân cận. Điều lạ là chế độ Nga lại không nắm vững số liệu về nhân khẩu, từ khác của dân số nên chẳng rõ mối nguy gần xa của mình là thế nào, họ chỉ lo chuyện gần cũng đủ mệt. Ví dụ, dân số giảm vì tỷ lệ sinh đẻ ít và bị xuất ngoại nhiều. Mà số xuất ngoại, nói cho phủ phàng hơn, là di tản ra nước ngoài, emigration, thật sự là bao nhiêu thì không ai biết, kể cả và nhất là chế độ. 3. Lạ chưa? Không có gì lạ hết. Chế độ Nga có bộ phận cung cấp dữ kiện về dân số là Cục Thống kê Liên bang, RTAC, các cơ quan quốc tế như Liên Hiệp Quốc, UN hay Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, OECD cũng có thống kê của họ. Khi ráp lại thì trời ơi là lệch, nhất là số dân Nga chạy qua sống tại Đức và Hoa Kỳ. Lý do là thủ tục, RTAC chỉ đếm số người Nga từ bỏ hộ khẩu là điều hiếm hoi vì dân Nga không dạy. Do đó số di tản thật lại cao hơn số chính thức của nhà nước. Mạng lưới truyền thông độc lập của Nga là ROE vừa cho biết sự sai biệt này vào tháng Giêng 2023 khi đo số liệu của ROTAC với thống kê của OECD. Riêng Hoa Kỳ cũng có hồ sơ nhập cư thì cho biết người Nga vào Mỹ cao gấp 6 lần dữ kiện của ROTAC, dân Nga từ bỏ thiên đường của Putin mà chẳng nói ra. 4. Rồi chúng ta nói chuyện gần nhé. Sau khi Vladimir Putin ra lệnh tấn công Ukraine, một năm rồi, Nga quyết định trưng binh vào ngày 21 tháng 9 2022. Qua ngày 4 tháng 10, Tổng trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết đã tuyển thêm 200.000 lính trong số 300.000 quân trừ bị để tăng cường cho chiến trường Ukraine. Cùng ngày 4 tháng 10, nhiều báo cáo xuất phát từ dinh Tổng thống, Điện Kremlin cho biết trong có 2 tuần, từ ngày 21 tháng 9 đến 4 tháng 10, khoảng 700.000 người Nga đã ca bài, bầy chim bỏ xứ. Nôm na là bỏ chạy. Một phần không nhỏ là lính trắng chưa được huấn luyện hẳn hoi đã phải ra sa trường Ukraine nhồi xương thịt làm thuốc súng. Và con số 300.000 lính của Sergei Shoigu chỉ là con số ảo để tuyên truyền. 5. Vấn đề còn rắc rối hơn vậy. Khi cần mộ binh cho Ukraine, chế độ tha người dân Moscow và ST, Petersburg, trái lại, cư dân tại các vùng nông thôn nghèo nàn, nhất là người thiểu số của các vùng Caucasus, Ural và Siberia, Tây Bá Lợi Á lại được tận tình chiếu cố. Lý do chưa hẳn là kỳ thị sắc tộc mà vì chế độ sợ dân chúng ở các vùng trù phú sẽ dễ chống đối. Về kỳ thị, nhiều ký giả điều tra cho biết hôm 6 tháng Giêng rằng 23 trong 26 khu vực có số trưng binh bị đẩy qua Ukraine đông nhất lại là nơi có lợi tức thấp hơn trung bình toàn quốc. Hợp lý chứ, họ bị đẩy ra chiến trường thì ít gây họa cho kinh tế. Tất nhiên đây đó cũng có người phản đối. Dân Nga gần 900 chữ rồi, đã tạm kết luận được chưa?
Dù chế độ tránh né thế nào thì việc tấn công Ukraine cũng gây thiệt hại kinh tế. Xin miễn nói thêm, dành cho kỳ khác. Nhìn xa hơn triển vọng lãnh đạo của Putin, ai cũng có thể nghĩ đến hiện tượng mất chất xám. Dân số đã co cụm mà giới tinh hoa đều muốn bỏ nước ra đi, thì ai sẽ tái thiết? Nói về nhân khẩu, đám di tản không là người cao niên mà là giới trẻ, ở tuổi cầm súng, cầm máy làm việc và có lợi tức cao hơn người già. Họ đi thì, ai sẽ đẻ con cho thế hệ tiếp nối? Chưa rõ thắng bại thì Putin đã làm các lân bang ngán ngẩm họ đang đối phó với làn sóng di dân từ nước Nga, và dù chỉ làm thủ tục cho làn sóng này chảy qua xứ khác cũng mệt. Kỳ khác ta sẽ nói thêm về các bài toàn kinh tế của Nga, hiện tượng xuất huyết của một xứ rỗng ruột. Bản đồ dân số của Nga 2021, 80% sắc dân Nga được sơn đỏ. Đây là một số ý kiến của khán giả về bài cục diện năm 2023 của Nguyễn Xuân Nghĩa trên Facebook. Xin cảm tạ quý khán thính giả đã theo dõi tôi trong thời gian dài vừa qua. Hãy đăng ký kênh YouTube Dynamax Forum này sẽ có nhiều chương trình mới và ca nhạc để mọi người cùng thưởng thức.